Vâng, lần đầu tiên cho em xin phép gửi tới ban giám khảo, gửi tới các bạn thí sinh và cùng anh chị một lời chúc khỏe và chào trân trọng nhất. Sau đây em xin gửi phần thi của mình và hát điệu mang tên Nổi Tôi. Con đứng chờ